Rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho 30 tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp dự hóa lành, gặp hung hóa cát, gặp thời đổi vận, phúc lộc nề đa, tiền vào như nước, tiền ra nhổ giọt, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị. Nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ gửi tới quý cô bác, anh chị đó chính là nội dung như sau. Chấn động, tiên tri tiết lộ sự thật tuyệt vời, tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, cầu Phật Phật độ, bất ngờ trúng lớn, trả sạch nợ nần, đổi đời giàu có, không lo nghèo khó. Đúng 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024, tay cầm 100 tỷ gửi ngân hàng. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý vị tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý vị thân mến, cuộc đời là một hành trình dài nối tiếp nhau bởi những thử thách và gian truân. Chỉ những ai có phúc lớn, mệnh dày mới đủ sức mạnh để vượt qua mọi sóng gió, leo lái con thuyền cuộc đời đến bến bờ thành công, mang lại sự bình an và phồn thịnh cho bản thân và gia đình. Trời định sẵn tuổi Bính Ngọ mang mệnh phú quý giàu sang. Tuy nhiên, người tuổi Bính Ngọ không được xuất thân trong gia đình giàu có, sung túc, nhưng họ lại có khí chất và sức mạnh để làm giàu cho bản thân mình. Đến một thời điểm, họ sẽ phất lên làm giàu nhanh chóng mặt. Nhưng cũng chính vì trời ban số mệnh phú quý mà trên bước đường thành công của họ luôn bị ngăn trở bởi kẻ tiểu nhân ganh ghét, đố kỵ, ngấm ngầm hãm hại. Những năm vừa qua, Bính Ngọ liên tiếp gặp hạn, tai ương ập xuống đầu, làm ăn thất bát, nợ nần triền miên không trả nổi, cực khổ vô cùng. Tuy vẫn biết rằng qua cơn bĩ cực tới hồi Thái Lai, nhưng không phải ai cũng có thể vượt qua được nghịch cảnh ấy. Kính thưa quý vị và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 thân mến, theo luận giải mới nhất, bước sang thời điểm 7 ngày tới tháng 6 âm lịch, vận trình của tuổi Bính Ngọ sẽ bừng sáng bất ngờ nhờ được các tinh soi chiếu, thần Phật ưu ái mà cải biến số mệnh, lội ngược dòng vô cùng ngoạn mục, vươn lên làm đại gia, tiền bạc ngập két, khiến ai ai cũng phải kính nể. Đặc biệt, nếu bản mệnh chú ý thêm 3 điều này thì cuộc đời của tuổi Bính Ngọ sẽ an nhàn, sung sướng từ nay tới cuối năm. Vậy vận trình của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 sẽ diễn biến ra sao 7 ngày tới tháng 6 âm lịch này? Bản mệnh cần chuẩn bị điều gì và phải lưu ý điều gì để xua hung đón cát, mang tài lộc về nhà, đổi đời giàu sang, sung sướng? Thì xin mời quý bản mệnh cùng Minh Đường Tử Vi chiêm nghiệm ngay sau đây. Trước tiên, ta hãy cùng điểm nhanh qua đặc điểm tính cách của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, có đặc điểm gì nổi bật ngay sau đây. Bính Ngọ họ sinh ra là để gánh vác công việc cực khổ, không bao giờ thừa nhận thất bại, họ chiến đấu đến cùng, chỉ cần bản thân mình có thể, không hành động thì thôi, chứ một khi bắt đầu ra khỏi giai đoạn non trẻ, họ sẽ gặt hái được khá nhiều thành công. Người tuổi Bính Ngọ muốn thành công thì bắt buộc họ phải rèn luyện tính nhẫn nại của bản thân, đặc biệt trong công việc. Khi đã bắt tay vào làm việc gì thì phải gánh vác tới cùng, có đầu, có cuối, đặc biệt đối với họ, bảo mật là trên hết. Bính Ngọ khó thích nghi với lịch trình do người khác đặt ra và thiếu kiên nhẫn để tuân theo các quy tắc. Tuy nhiên, họ lại rất giỏi trong việc giải quyết những việc khó nhằn. Bởi khi được tự do giải quyết theo ý mình, Bính Ngọ sẽ đạt được những kết quả tuyệt vời, nhưng hãy nhớ giám sát và đừng để họ mất tập trung. Ưu điểm của Bính Ngọ trong công việc là họ luôn cẩn thận trong mọi việc, xử lý công việc đúng mực, dám nghĩ, dám làm, lại có khả năng giao tiếp tốt. Bính Ngọ thận trọng trong mọi việc và mang lại cảm giác đáng tin cậy cho người khác. Bính Ngọ có sự thẳng thắn, yêu thích rõ ràng và luôn nhìn mọi vấn đề với thái độ tích cực, giỏi bày tỏ ý kiến và mục tiêu làm việc của mình. Điều đặc biệt giúp Bính Ngọ gặp vận tốt sẽ phát huy được năng lực của mình. Đó là họ có khả năng nhạy cảm với những điều mới và dường như họ luôn đi trước người khác một bước để phát triển sự nghiệp. Các lãnh đạo rất thích nhân viên của mình có sự nhanh nhẹn như vậy. Mặc dù có vẻ thức thời giống như loài ngựa có thể chạy vạn dặm, nhưng chúng lại cần có sự kiểm soát và huấn luyện nghiêm khắc thì mới đi đúng hướng. Bính Ngọ cũng vậy, có thể họ không phù hợp với một lịch trình sắp đặt sẵn,
nhưng họ cần học được những nguyên tắc nhất định để kiểm soát mục tiêu của mình không bị lệch hướng. Thêm vào đó, Bính Ngọ lại thiếu kiên nhẫn, bướng bỉnh và nóng nảy khi có chuyện xảy ra, nhưng lại nhanh chóng lãng quên chúng. Bính Ngọ thường hay nói nhiều, là mẫu người lạc quan, cứ thao thao bất tuyệt mọi thứ trên đời. Đây cũng là điểm mà giúp họ có nhiều bạn bè, cũng được bạn bè giúp đỡ rất nhiều. Những điều này lại vô tình đắc tội với bạn bè. Chính vì thế, hãy luôn cẩn thận chú ý cách cư xử của mình. Lanh lẹ đôi khi cũng là một cái tội. Bính Ngọ có đôi tay khéo léo, họ có thể làm bất cứ việc gì đi nữa. Khi người khác nhìn vào sẽ thấy được phong độ cao quý của họ. Tuy nhiên, họ lại là những người có ước muốn khá cao, đôi khi còn vượt quá năng lực của họ. Đặc biệt, khi rơi vào tình huống độc lập thì lại không có cách nào ứng phó một cách tự nhiên được. Bính Ngọ nhanh nhẹn, làm việc với tốc độ không phải ai cũng theo kịp. Tuy nhiên, họ lại yêu cầu người khác phải làm việc với tốc độ tương đương mình. Khi kết quả không như ý muốn, họ lại tỏ ra phàn nàn và không hài lòng. Nhanh chóng nắm bắt được những thay đổi mới của xã hội là ưu điểm của Bính Ngọ mà cấp trên rất hài lòng. Tuy nhiên, Bính Ngọ lại thường bằng lòng với những thành tích nhỏ và mải say sưa với chúng. Bính Ngọ có thêm một ưu điểm trong công việc, giúp họ có thể nhận được sự ưu ái của cấp trên, đó là họ lạc quan và có ý chí mạnh mẽ. Họ sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích. Sự nhạy cảm của bản thân khiến họ thích dựa vào trực giác của mình để làm việc. Đôi khi điều này khiến họ đánh giá mọi việc không đủ cẩn thận. Bính Ngọ cần chú ý đến điều này hơn để hạn chế những sai sót xảy ra. Lạc quan và ý chí mạnh mẽ không muốn bỏ cuộc, nhưng việc thiếu kiên nhẫn khiến Bính Ngọ khi gặp vấn đề thì luôn muốn giải quyết gấp rút. Sự vội vàng này có thể đưa đến nhiều kết quả không như ý. Tuy nhiên, chính vì sự nhạy bén, nên họ có thể nảy ra nhiều ý tưởng hay và nhận được sự giúp đỡ của người khác. Nhìn chung, Bính Ngọ sẽ đạt được kết quả tốt nhờ sự lạc quan, giao tiếp khéo léo, cởi mở. Bính Ngọ được nhiều người yêu mến trong tập thể, họ cũng dễ kết nối với đồng nghiệp. Chính vì vậy, nhờ có sự hòa hợp này, họ không chỉ học hỏi được nhiều điều và cũng tận dụng được mối quan hệ để phát triển sự nghiệp của mình. Bính Ngọ thường là người dễ thành công và thường sẽ nhận được những khoản tiền rất lớn, tuy nhiên lại sinh hoạt một cách phung phí, hào nhoáng, thậm chí là sang chảnh quá mức cho phép. Chính vì thế mà họ không bao giờ dư giả được. Đối với Bính Ngọ, sự tự do là trên hết. Họ quý trọng tự do và tôn thờ độc lập. Họ cần rất nhiều không gian để lang thang. Tuổi này không thể chịu được các lịch trình hay thời gian biểu cứng nhắc, cũng như các quy định và quy tắc nhỏ nhặt. Đơn giản là họ không có đủ thời gian hoặc sự kiên nhẫn cho những thứ này. Bính Ngọ thường rời xa gia đình từ khi còn trẻ và sẽ lao động không ngừng nghỉ suốt cuộc đời. Người ta tin rằng ngựa sinh ra để chạy đua và chu du thiên hạ. Vì vậy, du lịch là một trong những sở thích hàng đầu của con giáp này. Bản năng lãng tự thúc giục họ tìm kiếm những trải nghiệm mới và coi cuộc đời như một chuyến du ngoại. Bính Ngọ luôn lập kế hoạch cho những chuyến đi tiếp theo, nếu không được hoạt động, sẽ khiến cho họ buồn đến chết. Bính Ngọ luôn năng động, tràn đầy năng lượng và lòng nhiệt huyết, đa số họ sinh ra để làm việc, tuổi này thường lao động hết mình. Bất kể đó là việc gì, mệt mỏi hay khó khăn chồng chất cũng không thể ngăn họ nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ. Tố chất mạnh mẽ và bền bỉ giúp họ trở thành những nhân viên xuất sắc. Trong tất cả các tuổi thì Bính Ngọ là con giáp dũng cảm nhất, cũng giống như những chú ngựa can đảm bao đời, giúp con người di chuyển trên những chặng đường dài hay đương đầu với kẻ thù trong các cuộc chiến khốc liệt, luôn thể hiện sức mạnh nội tâm mãnh liệt và quyết tâm sắt đá. Ngay cả khi phải đối đầu với khủng hoảng và khó khăn, họ vẫn tiến lên phía trước. Họ luôn muốn dốc hết sức lực của mình để thử thêm một lần cuối, đó cũng là biểu hiện của sự tự tin to lớn trong họ. Bính Ngọ sẵn sàng đối đầu với thử thách ngày càng khó khăn hơn, tràn đầy dũng khí, họ sốt sắng vượt qua dòng sông trở ngại, không chỉ mạnh mẽ, Bính Ngọ còn là những con người đáng tin cậy, chân thật và trung thành, nếu đã hứa hẹn điều gì thì sẽ cố gắng hết mình thực hiện, họ chẳng mấy khi khiến bạn phải thất vọng, khi giao du với bạn, họ rất hòa đồng. Tuy rất kiêu hãnh và tự lập, nhưng họ vẫn cần bạn đồng hành, họ cần một bờ vai để có thể chung sống hài hòa, để đưa chỉ dẫn khuyên nhủ. Cũng giống như ngựa tốt cần đến bàn tay chăm sóc của người cưỡi, Bính Ngọ cần có bạn bè hoặc bạn đời tốt để bộc lộ toàn bộ sức mạnh và ý chí. Hoạt bát, tốt bụng, mau miệng, hài hước, họ rất thích hội hè và được nhiều người biết đến, nhiệt tình và thẳng thắn. Họ rất dễ kết bạn, các mối quan hệ xã hội cực kỳ quan trọng với họ và thường có nhiều bạn bè thân thiết. Họ thích dành phần lớn thời gian với một nhóm bạn và rất quan tâm tới cách người khác cảm nhận về mình, thật khó để họ giữ được bí mật cho riêng mình. Thoải mái, tự tin trước đám đông, Bính Ngọ là một diễn giả hết sức thuyết phục, họ không ngại nói ra sự thật, cũng quá chính trực và vô tư để có thể lùi bước trước sự bất công, cả thèm chóng chán. Trí thông minh tuyệt vời giúp Bính Ngọ nắm bắt vấn đề mới một cách dễ dàng, họ có khả năng thực hiện cùng lúc nhiều nhiệm vụ,
nhưng không phải bao giờ cũng hoàn thành công việc, một khi đã bắt đầu thì họ luôn mải mê săn đuổi cơ hội mới. Do có quá nhiều sự quan tâm nên họ thường chọn công việc theo hứng, hành động một cách bộc phát và hiếm khi cân nhắc chúng một cách kỹ lưỡng. Khi vỡ mộng vì kết quả không được như mong muốn, họ có thể bỏ dở công việc và chuyển ngay sự chú ý sang vấn đề khác. Nhanh nhẹn và linh hoạt, Bính Ngọ thích nói năng, suy nghĩ, ăn uống và hành động một cách chóng vánh, do đó có xu hướng bỏ qua các chi tiết, họ yêu luyện tập cả về thể chất và tinh thần. Để thỏa mãn tính chất thất thường của mình, họ thay đổi ý định liên tục và thậm chí thường xuyên mất hứng thú với các dự án trước khi chúng được hoàn thành nhờ đa tài. Nên Bính Ngọ có thể thành công trong rất nhiều việc, tuy nhiên, họ lại rất khó chịu khi thất bại. Nếu sự việc không thành, họ thường không thể làm tiếp công việc đã đổ vỡ. Kẻ nổi loạn ương ngạnh thường bướng bỉnh và cứng đầu, tính khí bốc lửa và khả năng thay đổi tâm trạng nhanh như gió, đôi khi khiến họ trở nên nguy hiểm. Con giáp này sẽ không bằng lòng với bất kỳ hình thức kiểm soát hay tạo áp lực nào và rất ghét bị dồn vào đường cùng. Trái lại, họ thích làm mọi việc theo cách riêng của mình. Dù khoác trên mình vẻ ngoài hòa đồng, nhưng tận sâu thẳm thì họ vẫn là những kẻ nổi loạn mạnh mẽ. Nhìn chung, những người tuổi Bính Ngọ được hưởng phúc phần của trời, cho nên có cuộc sống an nhàn, vui vẻ, vinh hoa phú quý. Đặc biệt, người này tính cách vui vẻ, lạc quan, yêu đời, nên dù có gặp những vướng mắc, trở ngại nhỏ trên đường đời, thì họ cũng hoàn toàn không để tâm mà vẫn giữ thái độ sống rất tích cực. Nhờ vậy mà trên chặng đường sự nghiệp, tuổi Bính Ngọ luôn có quý nhân phù trợ lúc khó khăn, công danh gây dựng được từ tiền vận đến hậu vận thì càng rạng rỡ. Sự nghiệp vững chãi, tài vận dồi dào, từ trung vận trở đi không phải lo lắng chuyện cơm áo, gạo tiền. Tuy nhiên bản mệnh tuổi này cũng cần lưu ý sống đức độ, tu tâm dưỡng tính để đỡ buồn phiền khi về già. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp cho biết vận khí của người tuổi Bính Ngọ vụt sáng, gần như mọi phương diện đều có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ, hứa hẹn vận trình sẽ cực thuận lợi, bản mệnh đang thể hiện rất tốt khả năng của mình, giải quyết hết mọi khó khăn, chứng tỏ được bản lĩnh. May mắn được cả cục diện lục hợp và các tinh thái dương che chở, công việc tiến hành khá suôn sẻ, đàm phán, ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, nhờ đó, cơ hội thăng chức, tăng lương đều có, quan trọng là bản mệnh chủ động nắm bắt. Thời điểm này, bản mệnh cũng không còn phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa, cuộc sống bình ổn hơn, tình hình kinh doanh, buôn bán cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh, thông qua đó, bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai, đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp, bắt tay vào kinh doanh. Về phương diện tình cảm, đào hoa khá vượng, có nhiều cơ hội để người độc thân gặp gỡ, kết thân với đối tượng khác giới, những ai kết hôn rồi thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng chung tay, chung sức làm giàu. Sức khỏe có dấu hiệu đáng ngại, bản mệnh nên hạn chế vận động mạnh để phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng thận trọng, kẻo va quệt hay tai nạn xe cộ bất ngờ. Tiếp theo sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên các phương diện cuộc sống của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, các tín hiệu tử vi của người tuổi Bính Ngọ vô cùng tích cực, bản mệnh có cả lục hợp thái tuế xuất hiện, lại có các tinh thái dương soi chiếu, do đó, sự nghiệp 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của người tuổi Bính Ngọ có dấu hiệu chuyển biến tích cực, các công việc tiến hành suôn sẻ, ngay cả một vài hạng mục tồn đọng trước đó đều được giải quyết ổn thỏa, bạn đang thể hiện rất tốt khả năng của mình, giải quyết hết mọi khó khăn, chứng tỏ được bản lĩnh, sự nỗ lực của bản mệnh được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người. Khả năng cao 7 ngày tới tháng 6 âm lịch có sự điều động về tiền lương, mức thưởng hoặc vị trí công tác, thêm nữa, lối tư duy của bản mệnh thông suốt, lại hành sự chu đáo nên đón vô vàn cơ hội để nâng tầm sự nghiệp, gặt hái thành quả xứng đáng với những nỗ lực miệt mài trong suốt thời gian dài trước đó. Trong thời điểm này, bạn cũng không còn phải đau đầu vì cạnh tranh hay sóng gió nữa, cuộc sống bình ổn hơn. Những mối quan hệ đồng nghiệp cũng trở nên thân thiết và hỗ trợ nhau rất nhiều, các cuộc đàm phán, ký kết hợp đồng thành công tốt đẹp, nhờ đó, cơ hội thăng chức tăng lương đều có. Quan trọng là bản mệnh biết chủ động nắm bắt, có người còn gặp được không ít người cùng chí hướng, có thể bắt tay hợp tác cùng để thúc đẩy sự nghiệp thêm thăng hoa. Một vài rắc rối trong mối quan hệ xã giao từ tháng trước còn lưu lại trong thời điểm này, bản mệnh sẽ xử lý triệt để, duy trì bầu không khí hài hòa và đoàn kết.
Nhờ thế, bạn sẽ có được nguồn năng lượng vui vẻ, tích cực hơn vào mỗi ngày. Bản mệnh đi làm tâm lý không còn bị ảnh hưởng sao nhãng như trước. Trái lại, bạn tập trung tinh thần cao độ, làm việc hiệu suất rất cao, được lãnh đạo khen thưởng. Dù vậy, khối lượng công việc khá nhiều. Lại có hung tinh thiên quan rình rập, tuổi Bính Ngọ vẫn cần đề cao cảnh giác có kẻ tiểu nhân quấy phá. Những việc dài hay ngắn hạn đều đòi hỏi phải có kế hoạch cụ thể. Tránh tình trạng công việc được dồn đống, không xử lý kịp thời hoặc bỏ sót, tạo cơ hội cho kẻ xấu buông lời gièm pha. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Xem tử vi 7 ngày tới tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho biết, những cơ hội gia tăng tiền bạc cũng sẽ đến liên tiếp với Bính Ngọ 7 ngày tới. Rất nhiều dự án mang lại nguồn tiền dồi dào. Các khoản đầu tư trước đây vẫn đang đổ tiền về, người làm công ăn lương cũng tìm được hướng đi mới để làm thêm, hứa hẹn sẽ có mức thu nhập đáng kể trong thời gian tới. Tình hình kinh doanh, buôn bán cũng ngày càng thuận lợi, dễ được lộc trời ban, túi tiền rủng rỉnh. Thông qua đó, bản mệnh cũng tích lũy được khoản tiền lớn cho những dự định quan trọng trong tương lai. Đây là thời gian thích hợp để bạn khởi nghiệp, bắt tay vào kinh doanh, cho dù là đầu tư nhỏ hay lớn, thì đều mang lại cho một khoản lợi nhuận đáng kể. Khi cần thiết, hãy tìm đến những người có kinh nghiệm để xin lời khuyên hợp lý. Nhờ có Thái Dương nâng đỡ, những may mắn của tuổi Bính Ngọ không chỉ dừng lại ở đó, khi mà hễ động vào đâu là tuổi Bính Ngọ cũng có thể biến nó thành tiền bạc cho mình. Nhìn chung, vận khí của bạn đang lên, hãy nên chấp lấy thời cơ phát tài ngay khi có thể. Cũng nên lưu ý rằng, các khoản thu chi ở thời điểm này cũng khá nhiều. Dù tài lộc khá vượng, nhưng bạn vẫn nên có kế hoạch chi tiêu cụ thể để kiểm soát tốt túi tiền, để tiền bạc không còn gây áp lực quá lớn. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Nguyệt lệnh lâm bệnh báo hiệu sức khỏe của Bính Ngọ có dấu hiệu đáng ngại, có nhiều thời điểm bản mệnh cảm thấy mệt mỏi, uể oải, ăn uống không ngon miệng hoặc khó tiêu, thời tiết thay đổi dễ khiến cơ thể mất sức, bạn nên chú ý bồi bổ nhiều hơn, quan trọng là thiết lập lại chế độ dinh dưỡng, thói quen ăn uống đúng giờ giấc, hạn chế ăn ngoài, nhất là những thức ăn nhanh, nhiều dầu mỡ cũng như hóa chất khiến cơ thể phải chịu áp lực. Ngoài ra, bạn cũng nên hạn chế vận động mạnh để phòng gặp thương tật về tay chân, đi đứng thận trọng, kẻo va quệt hay tai nạn xe cộ bất ngờ. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch. Chuyện tình cảm của tuổi Bính Ngọ vô cùng lý tưởng, với nhiều trải nghiệm ngọt ngào và lãng mạn, thiên diêu chủ đào hoa tinh mang tới nhân duyên tốt lành cho người độc thân. Theo đó, bạn dễ dàng làm quen, kết thân với người khác giới, có điều đôi khi đào hoa quá vượng lại không phải chuyện tốt. Tử vi khuyên bản mệnh, trong thời điểm này kỵ nhất là thái độ mập mờ, không dứt khoát, hay đứng núi này trông núi nọ, rất dễ đánh mất cơ hội tìm thấy hạnh phúc đích thực. Nếu đã có mục tiêu, tuổi Bính Ngọ nên chọn thời điểm thích hợp để bày tỏ tình cảm, khả năng cao là bạn sẽ nhận được câu trả lời đồng ý từ phía đối phương. Những ai kết hôn rồi thì hôn nhân viên mãn, vợ chồng chung tay chung sức làm giàu, những mâu thuẫn, xung đột trước đó được giải quyết triệt để. Một số cặp đôi có thể đón tin vui về chuyện cưới hỏi của con cái hoặc mua nhà, sắm xe, hỷ tín liên tục ập đến bất ngờ. Tuy nhiên, giữa con cái và cha mẹ vẫn sẽ có khoảng cách thế hệ nhất định, bạn nên đặt mình vào vị trí của người khác để suy nghĩ, như vậy, mọi rắc rối đều có thể dễ dàng tháo gỡ. Cẩm nang vượng vận cho con giáp tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966, 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết, mọi sự cố gắng và nỗ lực trước đó của bản mệnh sẽ được đồng nghiệp và cấp trên ghi nhận, giành được lòng tin của mọi người, khả năng cao sẽ được thăng chức, tăng lương, nhận được nhiều thành tích ngoài mong đợi. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Dậu. Tiểu nhân là tuổi Dần và tuổi Hợi. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu xanh lá. Tiếp theo sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết 2 tuần cuối tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Tử vi tuần mới, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, dịch mã chiếu mệnh cho Bính Ngọ biết rằng có làm thì mới có ăn. Càng năng động thì càng có tiền, càng cu li và lười biếng càng mất lộc, tự mở lối cho người khác vượt mặt mình. Tuần này Bính Ngọ giàu hay nghèo chủ yếu nhờ vào tính cần cù của bạn, vận may của bạn sẽ dồi dào sau thứ ba. Đồng thời bạn sẽ có cơ hội tham gia vào nhiều nhiệm vụ mới, khiến cấp bậc và thành tích của bản thân được nâng lên. Tuần này tốt cho những ai đang đi làm ăn xa,
muốn xuất ngoại hoặc đi công tác xa, mở rộng thị trường làm ăn buôn bán hoặc làm ăn với người ngoại quốc, khả năng nhắm đến các cơ hội kinh doanh rất tốt và có kế hoạch quản lý tài chính khá ổn, nên bạn hoàn toàn an tâm về đường tiền bạc của mình trong tuần này. Nhưng bạn nên biết rằng, cơ hội đến mà không nhanh tay giật lấy, thì người khác sẽ cướp mất, càng chịu khó cày cuốc và nhẫn nhịn, bạn càng có nhiều tiền. Tuần này, người độc thân sẽ nhận được nhiều lời mời hẹn hò. Nếu có hứng thú với ai đó, bạn có thể tận dụng cơ hội này để hiểu rõ hơn về họ. Những người đang trong một mối quan hệ yêu đương lâu dài, đôi khi mất đi sự đam mê nhất định do công việc, tiền bạc, cuối tuần nên gác công việc sang một bên để giải tỏa căng thẳng. Tử vi tuần cuối, từ ngày 24 đến hết tháng 6 âm lịch của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết, sao Thái Dương xuất hiện, dự báo một tuần thăng hoa rực rỡ với người tuổi Bính Ngọ trên nhiều phương diện, tham vọng của bản mệnh khá lớn. Bạn cũng có đủ tự tin để thể hiện và theo đuổi những gì bản thân mong muốn, đường công danh, sự nghiệp của những chú ngựa trên đà tiến triển tốt đẹp, bạn cho thấy khả năng tư duy và sáng tạo của mình. Tuy không hay khoe ra năng lực của mình, nhưng những hành động của bạn đã đủ chứng minh bạn là người dám nghĩ, dám làm, đã làm là sẽ cho ra đời những kết quả đáng ngưỡng mộ. Tài lộc trong tuần khá dồi dào, công việc chính hay việc phụ đều là nguồn thu nhập rủng rỉnh cho con giáp này. Cát khí vượng nên người làm công ăn lương nhận được những gì xứng đáng với công sức của mình đã bỏ ra, cải thiện nguồn thu nhập, giúp cuộc sống bớt đi phần nào vất vả. Người làm nghề tự do hay kinh doanh cũng phát tài nhờ cái duyên của mình, nên được nhiều đối tác tin tưởng, khách hàng yêu thích. Thái Dương Cát Tinh cũng che chở cho nhân duyên của tuổi Bính Ngọ trong tuần này, đặc biệt là nam mệnh, bạn thể hiện được sức hút của mình, phô bày được những ưu điểm của mình trước người khác phái. Nhờ vậy, người độc thân có thêm các cơ hội lựa chọn người phù hợp với mình, các cặp đôi có thể ngồi lại cùng bàn bạc cho những kế hoạch trong tương lai. Quý vị thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc. Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là gợi ý các vật phẩm phong thủy từ Minh Đường Tử Vi mà bản mệnh tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Thuyền buồm đầu rồng bằng đồng nhỏ. Thuyền buồm trong phong thủy được coi là một biểu tượng của sự thành công, thắng lợi trong kinh doanh, giao dịch làm ăn, buôn bán. Người Trung Quốc rất thích biểu tượng thuyền buồm vì nó mang ý của sự thuận buồm xuôi gió, mang lại nhiều cuộc giao dịch kinh doanh tốt đẹp và thu được nhiều lợi nhuận. Thuyền buồm kết hợp với đầu rồng mang biểu tượng cho sự tiến tới quyền lực và quy phong của gia chủ. Bạn có thể đặt thuyền rồng ở phòng khách, bàn làm việc, kệ tủ trưng bày để mang đến nhiều may mắn và thành công trong công danh sự nghiệp, thu hút tiền tài. Chậu hoa mẫu đơn như ý. Mẫu đơn được coi là loài hoa của vua chúa, là biểu tượng của phú quý, sang giàu. Mặt khác, hoa mẫu đơn còn là biểu tượng cho sự đào hoa, có tác dụng kích hoạt nhân duyên, cải thiện quan hệ với mọi người xung quanh. Đặt hoa mẫu đơn trên như ý nhằm mang ý nghĩa cầu được ước thấy, mọi sự đều được toại nguyện, nhấn mạnh đường tình duyên của bạn sẽ được như ý muốn. Bạn có thể đặt tượng mẫu đơn trên như ý ở phòng khách, phòng làm việc hay phòng ngủ đều được. Hồ lô mắt mèo lớn. Hồ lô miệng nhỏ, bụng lớn, tượng trưng tài lộc đầy kho, chiêu tài phúc lộc, nhưng công dụng nổi bật nhất của hồ lô chính là tiêu tai hóa bệnh. Mắt mèo còn có tác dụng chữa được các bệnh về tinh thần, bảo trợ sức khỏe cũng như làm cho tinh thần minh mẫn, thông suốt. Trang sức mặt hồ lô được sử dụng để làm ngọc bội và dây chuyền, để hóa giải tình duyên không suôn sẻ, ngăn chặn những hung tinh cũng như cầu bình an cho tâm hồn. Cặp thiên nga vàng. Đôi chim thiên nga là biểu tượng cho tình yêu, vì loài chim này thường đi theo đôi, theo cặp với nhau và rất ít khi tách rời, chẳng may một trong hai con chết đi, thì nó không cặp với một con khác mà vẫn đi một mình, vì vậy đây là loài chim biểu tượng cho sự chung thủy, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và viên mãn. Cặp thiên nga vàng này ngoài việc trang trí cho phòng ngủ thêm sang trọng thì còn có ý nghĩa vô cùng sâu sắc trong hôn nhân, gia đình, đó là vợ chồng luôn luôn dõi theo nhau và che chở cho nhau. Bồn nguyên bảo hoàng long. Ngọc hoàng long là đá quý có màu vàng chủ đạo, có nghĩa chiêu tài lộc, mang đến may mắn phát tài cho người sở hữu. Bên cạnh đó, đây còn là loại đá hỗ trợ rất tốt cho sức khỏe, đá này còn giúp cho bạn cân bằng tinh thần, giúp người đeo có được tinh thần thoải mái, thư thái, từ đó
sáng suốt hơn để đưa ra những quyết định và dễ dàng vượt qua được những khó khăn, trở ngại trong cuộc sống. Bồn nguyên bảo bên trong có chứa kim nguyên bảo, là biểu tượng của tài lộc, chiêu tài phát lộc, đem lại may mắn cho người sở hữu. Hãy đặt bồn nguyên bảo ở bàn thờ thần tài, thổ địa, phòng khách, phòng làm việc, bàn làm việc để gia tăng cát khí, thu hút vận may và tăng tài lộc cho chủ nhân. Nhẫn mã não đen bản tròn nhỏ. Đá mã não đen được cho là báu vật trong kinh Phật cổ xưa, thường được người xưa cho vào kho báu của mình để chôn giấu. Đây cũng là biểu tượng của hưng thịnh và sức khỏe. Không chỉ sở hữu gam màu đen nhám huyền bí, bí ẩn, thu hút ánh nhìn của người đối diện, vòng tay đá mã não đen còn lại sự may mắn, hạnh phúc và tình yêu, niềm tin sự hy vọng vào cuộc sống. Nhẫn mã não đen có tác dụng mang lại may mắn, thịnh vượng và bảo vệ chủ nhân khỏi các xung năng lượng xấu, tà khí, giúp tinh thần được ổn định, giao tiếp được thuận lợi hơn. Quý vị thân mến, trên đây là phần luật đoán tử vi chi tiết 7 ngày tới tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Bính Ngọ sinh năm 1966. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.